gì đến đó hả? Bự nhất thì mấy rồi con. Mấy đấy nữa. Để lại đây con. OK. Chào các bạn. Hôm nay là ngày bây giờ là sắp tới 12 giờ rồi. Còn 3 phút nữa là tới 12 giờ. Sẽ chuyển sang 12 giờ còn 15 giây nữa là tới 12 giờ. Và sẽ chuyển sang ngày 25 tháng 7, ngày rất là đặc biệt, một người cũng đặc biệt. Không chỉ riêng với Phát Anh, hay tất cả anh em ở đây, mà với tất cả những mọi người, các bạn yêu mến ca sĩ Akira Phan. Hôm nay có Phan Anh, tất cả các em kết nghĩa, các fan từ bên Anh Quốc và quan trọng nhất người mẹ, người cha. Người luôn đứng sau lưng sự thành công của ca sĩ của chúng ta. Bây giờ thì mọi người đã chuẩn bị từ buổi tối để tạo một sự bất ngờ cho Aki. Và đến giờ phút này thì nhân vật chính của chúng ta cũng chưa biết là trong nhà mọi người đang chuẩn bị cái gì. Và thêm một chút nữa thôi sẽ lên gọi anh xuống và tạo cho anh một cái sự bất ngờ nhân ngày sinh nhật của anh. Tất cả ok cái nào? Ok! Ơi, con xuống đi dưới phòng karaoke cho ba mẹ nói chuyện chút, nhanh lên. Nhanh lên, này ba mẹ có việc và nói chuyện với con đây nha. Đó, bây giờ hôm nay con không nhìn thấy anh quay quay nha. Đây. Con xuống đi. Con hai ba ta cùng mỗi tấm nhanh.
on your birthday. 1, 2, 3, we go on the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Hoặc là hát để giống như các bạn nhảy đi nghe vô anh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.
là của bạn Nguyễn Tiêu Thúy Nha. Nick Facebook là Bác Thi Dân. Bác Thi Dân ở thị trấn Lộc Thắng, đảo Lâm, Lâm Đồng. Đó, cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em nhiều. Còn ai đây? Người gửi là Hoàng Thị Hiên, Tiểu Quỷ ở thôn Tây Thuộc. Cảm ơn cô Quỷ nha, anh ơi nhận được rồi. Chưa tới sinh nhật là hôm nay mới đúng nè. Đúng cái giờ này là sinh nhật nào mà đã nhận được quà của mọi người rồi. Cảm ơn các bạn. Cái này là của các bạn ở bên Anh Quốc tặng cho Anh Như Đa. Cảm ơn các bạn là đi Đức Khoa nha. Đó, có mặt ở đây hết đó. Rồi cảm ơn Akira cũng nhận được mấy món quà của Christina ở bên Mỹ gửi cho Akira. Rồi cảm ơn món quà của Phan Anh tặng anh cái áo mà anh đã bị mất cái bộ đồ mà cái bộ đồ mà ninja mà đen đen đó. Dạ. Ủa thấy bằng anh đâu? Thấy bằng anh đã xong cái đó anh vô. Rồi thì coi còn nữa. Còn cảm ơn Phan Ngọc Hương cũng tặng cho con gấu hôm anh đi diễn ở Bắc Ninh cách đây 2-3 ngày nè. Đó. Rồi mấy món nữa mà bây giờ bất ngờ quá là mình không nhớ. Nói chung là cảm ơn tất cả mọi người ha. Có tặng Akira một bài hát với lại cũng là thu âm cho Akira mấy bài nhạc remix sắp tới của Akira này. Rồi sao nữa chương trình tiếp theo lại chị? Mình dự định hôm nay á là kêu mọi người qua chơi lắc bầu cua chơi cho đỡ buồn mà làm sinh nhật các bạn nào á. Có ăn nữa hả? Gà nướng ở dưới xuống dưới quay lại. Thì vậy đâu xuống dưới quay lại. Hôm nay có làm đồ ăn gì đó. Quay đi xong rồi lắp chưa? Thôi em xuống dưới quay xong rồi lại quay lên. Kêu tụi nó luôn. Ở nhà làm mà nãy giờ anh ra không có xuống đây, không có biết là hôm nay làm ở nhà có làm đồ ăn hay làm sinh nhật. Nhưng mà khuya, giờ này 12 giờ mấy khuya rồi mà tổ chức sinh nhật buổi khuya ngộ thiệt, lần đầu tiên luôn. Đó, tại vì nãy giờ anh ra lo chuẩn bị cái câu mà tổ chức sinh nhật giờ muộn á, vào ngày 27 để mà làm vừa mời các bạn fan ở các tỉnh tới luôn. Đó, rồi lo mời cái người bạn nghệ sĩ tới rồi mời làm giấy tờ visa để sắp sửa ở Canada, đi Canada với Úc Diễn lên tập lưng chuyện á. Nãy giờ không á, từ lúc thức dậy tới giờ chưa xuống dưới đây nên không biết là có tổ chức như vậy. Em bán visa của mình biết bạn không? Đâu, về bán visa của bạn chồng qua đây kìa. Đây, bán visa của các bạn cầm qua đây. Bạn bên Nam Phú. Giờ xuống đây ăn luôn hả? Xuống đây ăn luôn. Đây cho bánh này nữa. Ăn đi. Đó, có bánh tí ra ăn luôn. Đi rồi, mời các bạn xuống đây. Đi để các cháu của bạn không xếp bàn đi. Bây giờ lấy quạt, lấy quạt cho đây nè, cho mát, cho thoáng. Bỏ ốp lên xem. Dạ. Bỏ ốp lên xem. Mấy cái ghế nhựa. Đó, tinh không. Bò nhúng giấm hả? Bò nhúng giấm. Bò nhúng giấm. Bán thay chữ. Rồi các bạn, con danh vô á. Tài, kiếm chỗ đi. Đưa đi, cứ ngồi vòng tròn đi. Ai mà mấy bạn gái thì ngồi vòng nhau nè đó. Đi, ngồi đây, chạy đứng đi. Nhúng giấm, bây giờ con trai ngồi, con gái đứng đi, người ta gọi là nô tì á. Hai người tán gái vô rồi. Ngồi ngồi hết từ từ đi con. Trời ơi, ngồi đây, em có làm gì ăn đâu. Ngồi đi, để sao dễ sắp xếp. Ngồi đi.
Ngồi đi để mấy đứng đừng ngại nữa. Rồi. Đó. 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 Đây 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 được. 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 Cái này không còn, mẹ con chỗ nè. À, được không? Vậy anh này có đi được không? Hay vô trong đi. Rồi, đủ rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Chặt quá, sao bạn không được? Mọi người lấy bia, khui bia, nâng ni đi. Ủa? Cái chỗ có Mỹ lấy thêm ghế nữa. Không, à, để em đứng chụp hình được rồi, lát rồi đi, cứ ngồi đi. Em cứ đẩy bắt cái hai chạy. Đứng cái lát, hai bắt cháu anh đi. Tát.